Xin chào quý vị và các bạn đang đến với lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta tại SEA Games 32, cụ thể là trong ngày 13 tháng 5 2023. Bên cạnh đó thì ở cuối bản tin chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị và các bạn bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 tính đến ngày 13 tháng 5. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Vậy là trong ngày thi đấu 13 tháng 5, đoàn thể thao đến từ Việt Nam đang nhận được rất nhiều những sự kỳ vọng liên quan đến các bộ môn có thể giành huy chương. Bên cạnh đó thì các bộ môn như là lướt ván, judo, kickboxing, đua thuyền truyền thống hay là cự tạ sẽ có những trận đấu đầu tiên tại kỳ SEA Games năm nay. Đồng hành với đó là các bộ môn sẽ tiếp tục được diễn ra như là bóng nước, bơi lặn chân vịt, cầu lông, bóng rổ 5x5, bia, boxing, cơ tướng, xe đạp, bóng chày, thể thao điện tử, đấu kiếm, bóng sàn, bóng đá nam, đánh gôn, aerobic, khúc côn cầu trên cỏ, bi sắt, cầu mây, bóng bàn, taekwondo và bóng chuyền bãi biển sẽ tiếp tục được diễn ra trong ngày thi đấu 13 tháng 5 này. Và sau đây cũng như thường lệ, chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị và các bạn thời gian thi đấu của các bộ môn trọng điểm mà người hâm mộ đang rất quan tâm. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 13 tháng 5, ở bóng rổ 5x5, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với đối thủ nữ Philippines. Trong khi đó thì ở môn bóng chuyền, vào lúc 19:30, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu bán kết với đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Bên cạnh đó là một môn thể thao mà người hâm mộ đến từ Việt Nam sẽ không thể bỏ qua, đó chính là trận đấu bán kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ tức 4 giờ chiều theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu bán kết 1. Trong khi đó thì ở cặp đấu muộn hơn, vào lúc 19 giờ tức 7 giờ tối, đội tuyển U22 Thái Lan sẽ có cuộc đối đầu với U22 Myanmar. Hai cặp đấu này sẽ tìm ra hai cái tên vào chơi trận chung kết của SEA Games năm nay. Và tất nhiên, quý vị và các bạn hãy để lại dự đoán của mình ở dưới mục bình luận. Ngoài những lịch thi đấu mà chúng tôi vừa mới cập nhật, thì ngoài ra chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến với quý vị và các bạn lịch thi đấu của các bộ môn khác ở trong những video sau. Ở cuối bản tin này, đó chính là câu chuyện bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 tính đến thời điểm hiện tại, sau khi khép lại ngày thi đấu ngày 12 tháng 5 2023 tính đến ngày 13 tháng 5. Ở vị trí trên cùng đó chính là đoàn thể thao đến từ Việt Nam với 71 huy chương vàng, 67 huy chương bạc và 78 huy chương đồng. Nằm ở vị trí thứ hai đó chính là Thái Lan, họ có 60 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 65 huy chương đồng. Đoàn thể thao chủ nhà Campuchia rớt một thứ bậc trong ngày thi đấu này, họ tạm rơi xuống vị trí thứ ba với 57 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 63 huy chương đồng. Vị trí thứ tư, thứ năm, thứ sáu lần lượt thuộc về Indonesia với 49 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 61 huy chương đồng. Singapore với 38 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 36 huy chương đồng. Philippines với 31 huy chương vàng, 55 huy chương bạc và 72 huy chương đồng. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia, Myanmar và đoàn thể thao đến từ Lào. Ở hai vị trí cuối cùng vẫn không thay đổi. Brunei nằm ở vị trí thứ 10 với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong khi đó thì đoàn thể thao đến từ Đông Timor mới chỉ có được 2 huy chương đồng. Như vậy là chúng tôi đã cập nhật đến với quý vị và các bạn lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu ngày 13 tháng 5 cũng như là bảng tổng sắp SEA Games mới nhất. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo để cập nhật lịch thi đấu và bảng tổng sắp huy chương mới nhất tại đây.